Rồi ok, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với tân OMG3Q. Trong cái video này thì chúng ta sẽ cùng khám phá các cái map ẩn tiếp theo trong phó bản tựa game. Phần 1, phần 2 mình đã có rồi và video này sẽ là cái video phần 3. Phần 1, phần 2 thì em có thể là theo dõi lại ở trong kênh của mình nha. Phần 2 của mình trước đó thì là nó đang đứng ở cái map ở cái đôi. Nó ở cái chương 35 em ạ. Nó đang đứng ở cái chương thứ 35. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái ở 34 chứ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái chương 35 trở đi nhá. Hiện tại thì mình đã đánh được đến cái map 352 rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu khám phá từ cái map 35 này đến cái map 52. Số lượng quà của nó cũng không hề nhỏ một thế nào đâu. Đấy, và khi mà mình mở thêm được các cái map tiếp theo thì mình sẽ có cái video tiếp theo cho anh em về cái phần 4 nhá. Chương 35 của chúng ta thì không biết có hay không nhỉ. Ok, chương 35 của chúng ta thì nó nằm ngay ở cái khu này anh em nha. Đây, anh em có thể để ý ở cái khu vực này mình đã mở sẵn tất cả các cái khu vực rồi. Đó, để mà cho anh em có thể là tìm kiếm nó dễ dàng hơn. Đấy, cái map ẩn thì vào đây. Map ẩn này rồi, chúng ta có hoa tặc ở đây và bem luôn. Con ác của mình thì hiện tại nó đang là 4 triệu lực chiến rồi anh em ạ. Bem cái ải này nó cũng rất là đơn giản và dễ dàng thôi. Rồi ok, đã xong rồi nha. Ở cái video này nếu mà còn thiếu sót ở cái map nào có cái vị trí ẩn, anh em nhớ comment phía dưới để mình hoàn thiện ở cái video về các cái map ẩn bị bỏ qua nha. Đấy, để mà cho anh em có thể là nhận toàn bộ cái phần quà của cái map ẩn trong tựa game này. Nhận quà thôi. Quà này thì nó lại nhiều vãi trưởng em ạ. Không có cái gì chê được cái quà ẩn trong cái khu vực map này cả. Rồi ok, đó là cái map thứ 35 của chúng ta. Đến với cái map thứ 37 em nha. 36 hình như không có thì phải anh em ạ. Đây, 37 ở mình đây. Anh em vào cái khu vực đó nha. Anh em nhìn thì anh em biết ngay cái khu vực nào là có cái map ẩn rồi. Anh em chỉ cần chạy vào đó và click vào để mà mở cái map ẩn thôi. Rồi ok, xong cái người bảo vệ cái map ẩn. Bây giờ thì, úi dồi ôi, điều mong chờ nhất đó là nhận quà anh em ạ. Má, nó quả nó phê. Đang thiếu mấy mảnh của cái con tướng của cái đội hình team thục của mình nữa. Mà mong là nó mở ra thì mà có thể là lâng sao được. Rồi ok, quay trở ra với cái map thứ 38 của chúng ta. Trong 38 có map ẩn. Và cái map ẩn nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây. Đây rồi, đây anh em thấy nhá. Nó nằm ở ngay phía dưới này, chạy lại thôi. Rồi ok, bem rương vệ sĩ. Rồi, chúng ta đã xong cái map này. Và tiếp tục. Úi xôi ôi. Mút. Và rung cây cho nó máu nào. Còn có, úi dồi ôi, 10 mảnh quan vũ luôn. Hí hí. Thơm. Đang đúng cái team mà mình đang chơi, đang đúng cái mảnh tướng của mình đang chơi. Rồi ok, sang với cái ải 39. Chúng ta có map ẩn 39, map ẩn nằm ở đây nha. Ê, anh em nhìn này, nó ở trong cái thần thành cái này. Ấn vào cái khu vực điểm ẩn này thôi. Và tiếp tục đấm vỡ mồm rương vệ sĩ này. Rồi ok, tiếp tục mút quà ở cái khu vực 39 này anh em ạ. Úi ôi, quà nó lại là rương thần bí. À, điêu thuyền à. Mảnh điêu thuyền của mình thì hiện tại điêu thuyền vẫn chưa chiêu ra được. Nhưng mà lại có mảnh điêu thuyền 10 mảnh ở đây. Nó lại thơm như muối mít. Rồi, 39 thì chúng ta đã hoàn thành. Và bây giờ thì ở đây nó không còn cái khu vực nào khác cả. Chúng ta sẽ sang với cái map 41 em nhá. 40 không có đâu. Map này thì điểm ẩn nó nằm ở cái khu vực đó chính là đây. Anh em nhìn thì anh em sẽ biết cái khu vực nào nha. Chạy đến khu vực đó và chúng ta sẽ rút vào cái khu map ẩn. Tiếp tục bem vỡ mồm rương bảo vệ ở đây nha. Và chúng ta khiêu chiến. Rồi ok, xong người bảo vệ là chúng ta sẽ đi mút đồ thôi. Chúng ta có một loạt các cái đồ đang rử từ khắp cái khu vực cổng vào cho đến giờ. Rương thần bí này. Mút thơm ngon mảnh cành đào luôn. Điển vi 10 mảnh. Không biết ở khu vực này, khu vực này thì nó không có đâu anh ạ. Không còn những cái map ẩn ở trong cái khu vực ẩn này nữa. Quay trở ra với cái map thứ 45 em ạ. 42, 43, 44 không có. Mình chưa lần ra được ba cái map này nó có hay không. Nếu mà có thì anh em comment phía dưới giúp mình. Vào cái khu vực 45. Và chúng ta lại cái khu vực này nha. Đây anh em thấy không? Đây nó ở cái khu vực gần cái giáp của cái phần ní hạc, ní nạc em này.
ní nạc và ấn vào đây. Tiếp tục đấm vỡ mồm bảo vệ map ẩn này. Ok, tuy là chỉ được 3 sao, 1 sao thôi, đánh nó vất vả quá. Nhưng mà chúng ta vẫn nhận được cái lượng quà tương ứng. Nhận hết toàn bộ quà ở đây. Và chúng ta có rương thần bí em nha. Thơm luôn ý. Thái sử tử kìa. Quay trở ra với cái map 346 em nha. 46 chúng ta có điểm ẩn ở đây. Đây và anh em nhìn cái khu vực ở chỗ này cho mình nha. Đây. Ở ngay cái bức tượng này. Bức tượng quỷ này. Click vào khu vực này là chúng ta sẽ có điểm ẩn. Tiếp tục đấm toang đầu bảo vệ rương em nha. Rồi ok, chết bạn hai tướng rồi, đó là mình chỉ có 2 sao thôi, nhưng mà không sao cả. Cái map nó tối tối như này thường là nó sẽ có cái map ẩn trong cái map ẩn em nha, nên anh em để ý cho mình. Tiếp tục mút toàn bộ quà ở đây. Nó đen đen như vậy là hay có cái map ẩn trong cái map ẩn lắm anh em ạ. Thôi kệ đi, mình cứ lại mình mút đồ đã. Tương thần bí này. Ở cái khu vực này thì chúng ta sẽ lượn lờ một xíu xíu và ở đây nó sẽ có thêm các cái map ẩn, các khu vực ẩn khác. Chắc chắn một điều là như vậy. Tối tối như vậy nó rất là huyền bí anh em ạ. Đâu? Ấy, thí chủ luôn. Rồi, mút luôn em này đã. Rồi ok, đánh với cái con thần thú này như kiểu đang đánh với boss vậy. Nhưng mà cuối cùng, ai chà chà. Bọn em cam luôn và sổ như ngoại của chúng ta sẽ có được 500 kim nguyên bảo. Ui, quá thơm luôn, cái ai là thơm quá anh em ạ. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến với cái map thứ 47. Map 47 thì mình đã mở sẵn ở cái khu vực này rồi. Đây anh em có thể để ý nha, nó có cái điểm ẩn ở đây này. Đó thì anh em chỉ cần chạy đến cái khu vực điểm ẩn này thôi. Tiếp tục bem, ơi anh Quan Vũ ạ, bem luôn. Tuy là một cái vị tướng mình rất là yêu thích nhưng mà hiện tại thì đang là người đối đầu với con ác của mình. Do đó là bem tất. Rồi ok, mình đã đập toạc đầu ra được cái người bảo vệ cái map rồi anh em ạ. Tuy là hơi khó khăn một tí nhưng mà đổi được thân hình một tí là chúng ta cũng có thể đánh thắng được cái ải này. Tiếp tục nhận các cái phần quà bí ẩn ở cái khu vực. Chúng ta có một cái lượng quà nó rất là lớn. Kèm theo đó là nó cực kỳ nhiều mảnh tướng luôn anh em nhá. Một lần vượt qua ải chúng ta sẽ nhận được 10 mảnh tướng luôn. Tiếp tục đến với cái khu vực tiếp theo. Đó là cái khu vực 50 em nha. Khu vực 50 này tiếp tục có cái map ẩn. Và cái map ẩn ở nó thì mình để ở ngay phía dưới đây này. Đây là ở một cái bán đảo riêng này, ở gần cái phần đội trưởng thủy tặc ở đây nhá. Tiếp tục bem rương vệ sĩ. Đã thương ta sẽ phải trả. Giờ cái ải này qua một khoảng thời gian chật vật thì cũng qua được anh em ạ. Trâu quá, đánh mãi biết chết. Rồi, nhận quà thôi anh em ơi. Tiếp tục đây là một cái cây rung quà. Đấy, cây này thì quà nó cũng giống như các cái khu vực khác thôi anh em ạ. Rồi, có 10 mảnh của Tào Tháo luôn và rất là nhiều thứ khác nữa. Đến với cái map tiếp theo, đó là cái map 51 em nha. 51 của chúng ta cũng sẽ có khu vực ẩn. Và ở khu này, đây chính là cái khu vực mà có cái điểm ẩn đây. Anh em chỉ cần vào cái khu vực này thôi. Mong là cái ải này nó sẽ dễ đi qua. Ở đây có rương vệ sĩ đây rồi. Tiếp tục khiêu chiến nha. Rồi, cái map này thì thực sự là mình bó tay chấm com em ạ. Đánh đội hình các thứ vẫn không thể nào qua được cái ải này. Và buộc phải để dành cái ải này khi mà chúng ta lên cái lực chiến cao hơn. Ngoài ra thì ở cái chương thứ 52 không, ở 52 chúng ta thì sẽ không có cái điểm ẩn nha. Và mình sẽ dừng cái video phần 3 ở đây về cái map ẩn trong tần nồi MG3Q. Khi nào mà mình chạy thêm được các map ẩn khác thì mình sẽ có cái video tiếp theo phần 4 về map ẩn tần nồi MG3Q. Rất là mong em ủng hộ nha. Một lần nữa thì rất cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Nếu thấy video của mình có hay và hữu ích đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em vào các video tiếp theo. Bye bye.